Dạ, cửa hàng nuôi cầu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em có dùng Zalo và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Vâng, và hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích. Các bác nào mà đang cần tìm cho mình một chiếc máy cưa mà công suất nhỏ nhẹ để sử dụng thuận tiện cho việc mà đi vào rẫy đồ linh tinh ạ, cần tìm cho mình một chiếc máy cưa nhẹ hay Estin thì các bác tham khảo từ con này các bác nhé. Vì con này thì lô của nó thì quá là VIP rồi. Hôm nay thì cửa hàng chúng em đánh dấu là lô P này, P1, P2 và P3 đó. Có báo giá công khai hết trên này rồi các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em gồm có là một Estin 180C, một con Estin 018 và một con Estin 017. Có báo giá hết trên này rồi các bác nhé. Đó, cửa hàng đầu tiên là con Estin con Estin 180C. Con này được tích hợp cho các bác là trục giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng. Đó, nó là tích hợp cho các bác là siêu VIP rồi các bác nhá. Con này thì công suất của nó là nòng 38 ly. Con này là vặn trực tiếp bằng hai ốc lam bằng khóa 19 này. Máy móc lam xích thì nguyên zin của nó. Đó, giá của con này là 3,3 triệu các bác nhá. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Giá bao gồm ở trên này là đã hoàn toàn miễn phí ship cho các bác rồi. Và tặng kèm phụ kiện cho các bác là gồm một tích màu buji, một chiếc rốp, một tua vít chỉnh các bác nhá. Đấy. Tổng thể đây quay cho các bác xem này. Ba con máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản, chưa hề bung chạm máy móc gì cả. Hệ Estin của dòng bãi Đức các bác nhá. Con này thì nó là dòng bãi Đức. Đây. Con này thì sản xuất năm 2002 này các bác. Estin MS 180 có tích hợp chụp giật trợ lực, tình trạng máy móc nguyên zin, vặn hai ốc lam trực tiếp bằng khóa 19. Quay để em tháo phần vỏ này cho các bác xem qua tổng thể nội thất của em trong em đó. Đây. Tất cả linh kiện thì bao zin cho các bác nhá. Các bác không cần phải lan tan gì cả. Riêng máy thì đảm bảo cho các bác là nòng hơi ổn định rồi. Máy móc cửa hàng chúng em đã căn chỉnh, dọn đồ tất cả ngon lành. Rồi tiếp đến là một con Estin 018. Con Estin 018 nòng bạc giống hệt với con 180 các bác nhá. Chỉ khác là con 018 thì nó không có tích hợp chụp giật trợ lực. Đấy, không có tích hợp chụp giật trợ lực. Mà thay vào đó thì nó được tích hợp cho các bác là xả áp ở bên này. Đây, xả áp ở đây các bác nhá. Xả áp và ốp lam của nó là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh, không phải là ốp lam vặn bằng hai ốc như thế kia. Đấy, con này thì không cần phải cần tiếp tiếc gì cả. Các bác lật cái này lên này, vặn bằng tay, xoáy ra là được các bác nhá. Đấy, con này thì cửa hàng bán với giá là 3 triệu. Quay tổng thể tiếp bên trong nội thất của em nó các bác nhá. Nội thất của em nó đây, quá là VIP chất lượng các bác nhá, như mới luôn đúng không ạ? Đó, con này thì cửa hàng bán với giá là 3 triệu đồng các bác. Tình trạng máy móc nguyên zin nguyên bản, chưa hề bung chạm máy móc, nóng hơi thì cũng còn cực kỳ đẹp, cũng như là cứng cáp nguyên. Rồi và cuối cùng là một con máy cưa Estin 017. Con 017 nòng này của nó là kém hai con này 1 ly thôi nhá, chỉ 1 ly thôi ạ. Nếu mà để so với mà các bác nào mà chưa sử dụng bao giờ mà không thể hai con máy cạnh nhau để đo công suất thì em nghĩ là khó có thể phân biệt được, bởi vì nó chênh nhau chỉ có 1 ly thôi. Nên là công suất của nó không hề, cái tiếng nổ của máy nó không hề kém nhau một tí nào các bác nhá. Đấy, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Còn nếu mà để mà so sánh cũng như là nhìn thì hoàn toàn giống nhau đúng không các bác? Đấy, con Estin 017. Con này thì được tích hợp vặn hai ốc lam cũng như con P1 trực tiếp bằng khóa 19, hai ốc lam nguyên zin nguyên bản. Tình trạng máy móc con này thì cửa hàng bán với giá là 2,9 triệu. Đấy. Tất cả máy móc cực kỳ đẹp các bác nhé. Con nào cũng cực kỳ VIP và xuất sắc luôn. Máy móc thì đảm bảo cho các bác là cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng như là dọn nổ tất cả ngon lành rồi. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Đấy, và giá của cửa hàng vừa nãy báo ở trên kia là đã hoàn toàn miễn phí ship cho các bác rồi các bác nhé. Tất cả con ba con nào cũng có thắng xích đầy đủ này các bác. Đấy, ba con đều, con nào cũng thắng xích đầy đủ hết các bác nha. Còn máy móc thì đảm bảo cho các bác là con nào cũng tình trạng nguyên zin nguyên bản, không hề bung chạm, nóng hơi thì cả ba con đều đẹp nguyên các bác nhá. Cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng như là kiểm tra tất cả linh kiện cho các bác rồi, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, còn khi mà các bác đặt hàng của bên em, hàng ra tới tay của các bác quyền kiểm tra lại một lần nữa. Đó, quyền kiểm tra lại một lần nữa. Nếu mà các bác mà sai những gì mà cửa hàng nói, em nói ở trên video,
cửa hàng chúng em xin hoàn trả lại cho các bác tiền cọc cũng như là tất cả những chi phí mà cửa hàng chúng em ship code, cửa hàng chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Đó, nói chung là cửa hàng cũng phải là như thế nào thì mới dám mà bao cho các bác như thế chứ, nên là các bác hoàn toàn yên tâm, uy tín là vàng các bác nhá. Đấy, ba chiếc máy cửa siêu siêu VIP nóng hơi thì đảm bảo cho các bác là nguyên zin, điện đồ linh tinh và quá VIP các bác nhá. Rồi bây giờ thì qua phần test nổ thì cửa hàng chúng em xin phép test nổ từng con một để cho các bác xem qua tiếng máy cũng như là trải nghiệm thử xem là các bác có ưng ý con nào nhất, tiếng nổ con nào mà các bác cảm thấy thích nhất thì các bác hãy liên hệ qua cho em để đặt hàng. Rồi đầu tiên là con B1 các bác nhá. B1 giá 3.300.000. Con này được tích hợp chụp giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng, kể cả phụ nữ cũng giật được luôn các bác nhá. Nếu các bác nào muốn về để cho phụ nữ trong gia đình mình xài thì các bác nên lựa chọn con này, bởi vì nó tích hợp chụp giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng. Tất cả máy móc siêu VIP, chất lượng nguyên zin nguyên bản, máy móc quá là VIP còn các bác nhá. Rồi các bác nào ưng ý con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em, số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Dạ, kế đến là một con Estin 018 P2 giá 3.000.000. Tình trạng máy móc thì cũng là siêu VIP, con này thì không được tích hợp chụp giật trợ lực, nhưng mà bù lại thì nó được cái tích hợp cái xả áp này. Đó, nếu mà các bác mà muốn giật nhẹ nhàng máy như một chiếc giật trợ lực thì các bác bấm cái xả áp này lại. Đấy, giật nó cũng rất là nhẹ các bác nha. Con này thì được tích hợp cho các bác luôn một cái ốp làm tăng chỉnh xích nhanh này, cực kỳ VIP luôn các bác nhá. Vặn không cần phải ốc gì cả, tháo ra vặn bằng tay thôi, xoáy ngược ra là nó ra các bác nha. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép test nổ con này cho các bác nghe qua. Đây, đây là cửa hàng chúng em đã bật xả áp rồi nha. Các bác nhìn em, cửa hàng chúng em giật này rất là nhẹ luôn. Còn không cần bật xả áp thì cũng có thể giật được các bác nhá, nhưng mà nó hơi nặng một tí xíu. Đây, nòng hơi thì cực kỳ chắc chắn đúng không các bác. Đấy, nói chung là về thì nói chung con này thì nó cơ nòng của nó thì 38 ly thì giật thì nó cũng không như mấy cái dòng máy lớn các bác nhá, giật thì cũng rất là êm ái luôn. Giá con này thì cửa hàng bán với giá là 3.000.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm đồ nghề. Các bác nào ưng ý con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em. Dạ, cuối cùng trong video ngày hôm nay là con P3. Con này thì giá 2.900.000. Nó cũng được chẳng được tích hợp những công nghệ gì cả, chụp giật thì không có, xả áp thì không các bác nhá. Đấy, rất là cơ bản đúng không các bác. Nhưng mà con này nó làm sao các bác ạ? Nó là đời đầu các bác nhá, Estin hệ đời đầu. Đó, nên là nhiều các bác lại hay thích những dòng mà máy, em cũng không hiểu tại sao nữa, thì nhưng mà rất là nhiều các bác lại hay thích những dòng máy cưa đời đầu các bác nhá. Bởi vì đời đầu thì em nghĩ là nó sẽ bền bỉ hơn tất cả những dòng đời về sau các bác nhá. Đấy, nên là các bác nào mà yêu ái cần tìm cho mình một chiếc máy cưa mà chạy bền theo năm tháng thì các bác nên lựa chọn con này các bác nhá. Bởi vì các bác nghĩ con này sản xuất tít từ năm 1995 mà đến bây giờ thì các bác vẫn qua bao nhiêu năm nay rồi mà một chiếc máy vẫn còn như thế này thì các bác nghĩ là nó bền cỡ nào đúng không các bác. Đấy, nên là tại vì nó là sản xuất rất là lâu từ ngày xưa rồi nên là nó không được tích hợp rất là nhiều công nghệ giống như kiểu hệ như phòng B1 và P2, nhưng mà về độ bền bỉ thì em nghĩ con này thì ăn chắc luôn hai con kia các bác nhá.
cả chúng em sẽ tiết tẩu con này, nóng hơi vẫn chắc chắn các bác nhá. Dạ rồi, cửa hàng đó, một chiếc máy cưa đời đầu. Các bác nào ưng ý con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em. Rồi, kết thúc video tại đây. Các bác nào ưng ý hoặc là chốt con nào thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để hàng các bác nhé. Cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc, nó tới tận nhà cho các bác luôn, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Máy móc thì đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản, các bác không phải lan tan gì cả. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.